khoa nhi sơ sinh bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp một bé sơ sinh sinh non nhẹ cân bị bệnh răng mai bẩm sinh. Em bé có tổn thương da, gan lách to. Xét nghiệm dịch não tủy cho thấy bé còn bị tổn thương thần kinh. Đáng nói em bé được sinh ra từ người mẹ mắc bệnh răng mai, tuy nhiên người phụ nữ này đã không phát hiện ra và điều trị sớm trước khi sinh. Trẻ sơ sinh bị nhiễm răng mai không phải là trường hợp hiếm. Cách đây không lâu, bệnh viện Gia Liễu Trung ương cũng đã tiếp nhận bệnh nhi một tháng tuổi cũng mắc giang mai bẩm sinh. Mẹ bé là người phụ nữ 25 tuổi, chị chỉ biết mình bị giang mai khi chuẩn bị sinh tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội, bác sĩ nói việc can thiệp và điều trị lúc này để phòng lây nhiễm cho con đã là quá muộn. Một tháng sau sinh, chị bé con đến khám xét nghiệm định lượng kháng thể giang mai. Bé và mẹ đã được điều trị bằng kháng sinh đường tiêm, kết quả tốt. Để giúp mẹ khỏe mạnh và con sinh ra an toàn, các bác sĩ khuyên rằng nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh. Đây là công tác quan trọng giúp chẩn đoán được những nguy cơ dị tật bẩm sinh mà thai nhi có thể mắc phải bắt đầu 8 tuần đến 10 tuần là người ta đã có cái xét nghiệm mà 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 người ta có thể sàng lọc được dị tật, nhiễm sắc thể dị tật nhiễm sắc thể của em bé rồi nên là nhắc các bà mẹ rằng 12 13 tuần đầu thì là thời điểm vàng để sàng lọc rất nhiều vấn đề cho em bé dị về dị tật là người ta sàng lọc càng tốt càng sớm ấy thì cái mốc để chúng ta ví dụ nhé ví dụ như cái thai mà nó gặp dị tật ấy, thì cái mốc để chúng ta um, bỏ thai là 22 tuần Chúng ta phải thế còn nếu chúng ta sàng lọc sau 22 tuần thì kể cả em bé có dị tật cũng không được phép bỏ thai nữa. Và chúng ta phải chấp nhận cái việc đấy. Thế nên là một cái mốc mà người ta giữ đấy là thứ nhất là 12 13 tuần, thứ hai là 20 22, 22 tuần và có một cái mốc nữa là khoảng 30 32 32 tuần của. Thì 30 32 tuần là cái nơi lúc mà người ta chuẩn đoán những bệnh tật của em bé. Bệnh tật của em bé xảy ra ví dụ như cái lúc đấy tiền sản giật nó mới xảy ra này, nó mới những cái mà uh, suy dinh dưỡng bào thai À rồi là à, tiểu đường thai kỳ tất cả những cái bệnh tật của bà mẹ mà làm vậy lụy cho con thì đến lúc khoảng ba mươi ba hai tuần là cái lúc nó bắt, bắt đầu mà nó mới xảy ra và có những cái dị tật mà lúc đấy người ta mới nhìn ra được và để người ta cải thiện nó chứ người ta không còn không còn chữa nó được nữa <laughs>